mình sẽ cùng nhau vào cái phần chính là cái cơ sở dữ liệu quan hệ. Mình sẽ cùng đọc xem là cái cấu trúc cũng như là cái tinh thần của nó sẽ như thế nào nhé. Bây giờ mình sẽ cùng nhau làm này. Đây nó là cái cấu trúc cơ sở dữ liệu quan hệ. Dịch cho chị nào. Mixional database pseudo chị. Là gì nào? Rồi là chọn bao loại cơ sở dữ liệu thì dạng cơ sở dữ liệu được sử dụng nhiều nhất là cơ sở dữ liệu dạng quan hệ. Đúng rồi, chính xác. Ichiban hiroku đúng không? Skawarete được là cái mà được thường sử dụng nhiều nhất. Đó là cái cơ sở dữ liệu quan hệ, hay còn gọi là database, cơ sở dữ liệu đấy đúng không? Uchi rồi, tiếp. Kanke database wa shita no you na masu me. Cơ sở dữ liệu dạng quan hệ thì nó được thể hiện như bảng ô vuông dưới đây. Cái gì nó được gọi là bảng biểu. Dịch lại cho chị cái câu này đã nào. Kali Simat đến đây rồi hả nào? Cơ sở dữ liệu. Đúng. Đây, cơ sở dữ liệu quan hệ đến chỗ Kali Simat là gì? Cơ sở dữ liệu quan hệ thì nó quản lý dữ liệu dưới hình như kiểu ô vuông như dưới đây. Đúng rồi, chính xác. Cái từ này nhá. Bằng ô vuông như dưới đây. Cái từ mà ở đây là nó là cái từ, tự nhiên chị quên mất cách đọc. Cái từ này nó có là dạng ô trống ấy, là dạng ô vuông như thế này này. Cái dạng ô vuông này thì nó sẽ gọi là hình như là Metesky, đúng không? Metesky là cái dạng hình vuông như thế này này, là cái cách quản lý dưới cái dạng đó. Tiếp này, Koreo. Chị ơi, Trang hỏi cái chỗ cái shita no yona masu, cái chữ masu này nó là sao ta? Em không, tự nhiên nó chèn vô cái chữ masu này ra. À, cả cái cụm này luôn nha em nhé. Em có thể tra Google. Cái từ masu này nó cũng là ô luôn ấy. Đây này, cái từ masu đấy bản chất nó cũng là ô luôn. Chị tra luôn ở đây cho các bạn nhìn. Image. Đây này, nó là cái khung vuông này này. Cái khung vuông này. Nó là cái đây. Đây. Đây là chuẩn nhất này. Đây này. Các cái ô vuông này thì nó gọi là masume. Masume, đúng không? Còn cái từ kê, cái từ kê ở đây là cái dạng là hình thức đấy. Cái keski là dạng thức masume. Đấy, chị nói tôi vậy, nó cũng bị thiếu cái từ masu này. Gọi là masume, keski là cái hình thức dạng ô vuông giống như là dưới đây. Tiếp này. Kore o teiburu to imasu hay là omo hiyo to imasu, đấy là phương Anh nào? Dạ. Và kore o hiyo teiburu to imasu là gì? Cái này thì nó sẽ gọi là, đúng không? To imasu ở đây nó sẽ là gọi là bảng, đúng không? Gọi là bảng. Vậy cái từ kore ở đây là cái gì em? Chính là những cái ô vuông mà được tạo thành những cái bảng đấy thì được. Thực ra thì cái cô đây ở đây nó là đại từ chỉ thị và nó thay thế cho cái cả cái câu ở đằng trước này. Có nghĩa rằng là cái cơ sở dữ liệu quan hệ nó quản lý dữ liệu dưới cái dạng hình thức là các cái ô vuông như dưới đây. Và cái việc này là cái việc mà mình quản lý cơ sở dữ liệu thành các cái ô vuông đấy, thì các ô vuông này nó kết hợp với nhau và quản lý dữ liệu như thế thì nó được gọi là bảng, đúng không? Dịch nó câu tiếp theo nhé Phương Anh nhé. Mata hiyo no ichigyo ni niyoroku sarete iru ikkenbun no data o gyo rekoro ichiretsu ni niyoroku sarete iru onaji koumoku no data o retsu fieldo to imasu là gì? Là cái hàng record đấy thì là cái data, là dữ liệu được nhập vào một cái hàng ở trong bảng cột kia, là dữ liệu có nó được chung chung một cái mục, được nhập trong cùng một cái cột đấy ạ. Ở đây các bạn có thể giải để dịch được câu này, các bạn có thể nhìn xuống dưới cái phần hình ảnh này. Ở cái phần hình ảnh này các bạn sẽ thấy là cái gạch kuse hiyo, đây là cái bảng về quản lý học sinh sinh viên, bảng quản lý sinh viên. Và trong cái bảng này nó sẽ có các cái trường là mã học sinh rồi tên cộng như là lớp. Thì là cái phần hàng ngang này, mỗi một học sinh này nó sẽ có một mã số và một cái lớp riêng, và người ta gọi là hàng.
Còn cái phần tên này người ta gọi là cột, cái cột tên này, hoặc là cột mã số này, hoặc là cái cột class sự là cột lớp, đúng không? Thì ở trên này nó giải thích cho cái việc đó. Có nghĩa là đầu tiên là mình sẽ hiểu cái từ ma tạ đã nào. Ma tạ được dùng trong những cái trường hợp nào nhỉ? Lại Hơn nữa đúng không? Để giải thích thêm cái nội dung. Ở trên này người ta đang nói là cơ sở dữ liệu, thì ở đây các cái phần ô vuông quản lý đấy nó được gọi là bảng. Hơn nữa thì làm sao? Hơn nữa là có là để bổ sung thêm cái câu ở đằng trước là cái bảng này, trong cái bảng này đúng không? Trong cái bảng này thì là mình sẽ thấy lại cái trợ từ ố này. Các bạn nhìn thấy cái trợ từ ố này là trợ từ ố thứ nhất, cộng với trợ từ ố này là trợ từ ố thứ hai, cộng với lại tố imask. Như vậy là cái động từ tố imask này nó sẽ đi với hai cái ố này ở đằng trước. Có nghĩa rằng là cái bảng này, trong cái bảng này nó sẽ có các cái hàng, nó sẽ gọi các cái dữ liệu gì, nó sẽ gọi một cái dữ liệu mà đang được nhập vào trong một hàng của bảng, được gọi là hàng hay còn gọi là record. Và nó sẽ gọi những cái dữ liệu ở trong những cái hạng mục giống nhau mà đang được nhập ở cột ấy, thì nó gọi là field table. Có nghĩa rằng là gì? Cái hàng này, cả cái hàng này, tất cả các cái 002 này, Tanaka Ichiro này và 2A này, người ta gọi là gì? Gọi là gì? Yo. Gọi là record. Đúng không? Có nghĩa là mỗi một cái hàng này nó sẽ là một record, đúng không? Có là một record là 002 hoặc là Tanaka hoặc là 2A, đấy là một là record này. Và cái nữa là gì? Những cái mà nội dung mà được nhập ở cái bảng này, đúng không? Là những cái hạng mục giống nhau được nhập ở trong cái phần tên này, đúng không? Hoặc là phần lớp này, hoặc là cái phần mã số này người ta gọi là gì? Là field table. Và field table ở trong tiếng Ai, tiếng Việt mình hay gọi là trường. Cái từ field table này thì rất là được các cái bạn IT gọi là trường luôn. Còn cái record thì mọi người sẽ gọi luôn là record, còn các bạn IT thì hay gọi field table là trường. Thì đây chính là cái cấu trúc của cơ sở dữ liệu quan hệ, đúng không? Cấu trúc ở đây nó sẽ dùng cái từ là cô C, thì các bạn nhớ luôn cái từ này. Tiếp này, thì trong cái bảng này nó sẽ có omoki. Omoki là các cái khóa chính. Bây giờ mình sẽ xem khóa chính nó là cái gì này.